Chiều ngày 25 tháng 6, trên sân vận động Thống Nhất đã diễn ra trận bán kết thứ nhất giải bóng đá vô địch U15 quốc gia Next Media 2019 giữa hai đội bóng U15 Sông Lam Nghệ An và U15 SHB Đà Nẵng. Đây là cuộc đối đầu rất đáng được mong chờ, không chỉ trên sân mà còn trên băng ghế huấn luyện. Những cựu tuyển thủ U23 và đội tuyển quốc gia một thời đã gặp lại nhau nhưng với một tư cách khác. Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012, Huỳnh Quốc Anh trong vai trò trợ lý huấn luyện viên U15 SHB Đà Nẵng đối đầu với những người anh, người đồng đội cũ phía bên kia chiến tuyến, đó là Phan Như Thuật, huấn luyện viên trưởng và Phạm Văn Quyến, trợ lý huấn luyện viên đội bóng U15 Sông Lam Nghệ An. Ngoài đời chúng tôi là anh em, là bạn bè, nhưng trong trận đấu thì chúng tôi là những đồng nghiệp và vì mục đích chung là vì thành tích của câu lạc bộ, vì một người sẽ cao của câu lạc bộ. Cơn mưa nặng hạt không làm giảm sức nóng trên sân vận động Thống Nhất. Trong sân, các cầu thủ trẻ hai đội thi đấu vô cùng nhiệt huyết và cống hiến. Phía bên ngoài đường biên, người ta thấy hai người thầy trẻ tuổi, Quốc Anh và Như Thuật, đội mưa chỉ đạo các cầu thủ đầy máu lửa và sát sao. Các cầu thủ xứ Nghệ thể hiện sự lấn lướt về thể hình, thể lực khi liên tục đưa bóng lên phần sân đối phương. U15 SHB Đà Nẵng cũng có những cơ hội phản công nhưng không tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội bạn. Huấn luyện viên Phan Như Thuật là người được hưởng niềm vui đầu tiên khi ở phút thứ 37, cầu thủ số 18 Cái Văn Quỳ đã tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự đối phương để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho U15 Sông Lam Nghệ An. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, U15 Sông Lam Nghệ An tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu, khiến hàng thủ của U15 SHB Đà Nẵng phải chống đỡ vất vả. Mặc dù vậy, các học trò huấn luyện viên Huỳnh Quốc Anh cũng tạo ra được một số pha phản công nguy hiểm, nhưng may mắn đã không mỉm cười với đội bóng trẻ sông Hàn. Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, bóng chạm tay hậu vệ bên phía SHB Đà Nẵng trên chấm phạt đền. Đội trưởng Văn Bắc đã thực hiện thành công cú penalty, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ bước vào trận chung kết giải bóng đá vô địch U15 quốc gia Next Media 2019. Theo tôi nghĩ là trận kết quả trận đấu này thì phản ánh đúng cái cục diện của trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi có cơ hội nhiều hơn và tạo được cơ hội nhiều hơn. Theo tôi đánh giá thì hai đội Viettel và Thanh Hóa thì hai đội đều tương đương nhau thôi. Gặp đội nào cũng theo tôi là gặp đội nào thì cũng thế thôi. Theo tôi nghĩ thì Huỳnh Quốc Anh thì cũng hôm nay cũng theo tôi nghĩ là Huỳnh Quốc Anh cũng làm rất tốt cái công việc của mình. Đá bóng thì còn nhiều yếu tố, ngoài tuấn thủ đầu pháp thì còn yếu tố may mắn nữa. Trong Lam có một cái kết quả rất là tốt và chúng tôi nhìn không được quá tốt. Tôi hài lòng về cái thành tích của học trò tôi và nếu có thêm một chút may mắn thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiến xa hơn. Chúc những đồng đội, những người anh may mắn. Việc lọt vào chung kết trong lần đầu dẫn dắt một đội bóng trẻ tham dự giải đấu tầm cỡ quốc gia là một thành tích ấn tượng của bộ đôi Như Thuật Văn Quyến. Họ sẽ còn muốn làm được nhiều hơn như thế khi cùng các học trò tham dự trận đấu cuối cùng tại giải vô địch U15 quốc gia Next Media 2019 diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Trong khi đó, giải ba chung cuộc có thể được coi là một thành quả thành công đối với ông Huỳnh Quốc Anh và các học trò. Đây cũng là bước khởi đầu thuận lợi trong sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên trẻ người Quảng Nam. Xin chúc các anh sức khỏe và may mắn trên con đường tương lai với sự nghiệp đào tạo trẻ của mình.